để rồi cũng không thu hoạch được. Hai thùng này được hai khối anh, chắc cũng nặng lắm ha. YouTuber chạy tươi giống khỏe hơn. Cái này là mình là mình lấy cái motor nửa ngựa này rồi sau đó rồi cái mình đẩy nước vô ha anh. Vì cái nhà chủ này thì chắc là 2-3 bữa là người ta sẽ mua một khối ha. Cái này mình bị đổ nhiều quá, đổ nhiều chắc còn có nửa tháng à. Dạ. Hình như nước nó xì nè anh. Được mày đưa vô cái. Chưa ghim điện ra. Hình như chưa ghim điện, đúng rồi. Ghim điện đi đây. Nhưng mà nước đã chảy rồi. Chảy mà. Trả lại coi, ở cái tiêu số luôn. Mai hai anh uống cà phê. Uống cà phê luôn anh. Dạ dạ chị. Bây giờ mình sẽ vô mình được chị đồng mời cà phê, mình sẽ vô mình sẽ trò chuyện với chị về cái mùa thiếu nước năm nay nha các bạn. Dạ anh này anh chủ nhà của chúng ta rất là dễ thương của chúng ta là mua nước rồi sau đó là đã giải cứu cho cây, giải cứu được một mớ cây các bạn. Sao anh bao lâu để mới được dạy chúng nó mới được giải cứu anh? Nay cả 2 tháng không có miếng nước tưới nè, có mặn nay cả 2-3 tháng rồi lùm chết rồi, nay ráng đổi con số để tưới cho mấy cây nó gượng lại chứ đâu chết luôn á. Chết rồi, chó nó sủa quá không biết người ta nghe được không. Con ơi. Mình càng làm nói gì nó càng làm dữ lên nữa các bạn. Quê đâu? Em ở Sài Gòn xuống, em đi làm YouTube nè. Các bạn thân mến thì với lại việc mà tưới vào mùa nắng, mùa nắng nóng, tưới cây mùa nắng nóng là một chuyện rất là bình thường. Nó bình thường như là cân đường hộp sữa vậy đó. Tức là việc này là một việc rất là bình thường đối với nhiều người. Nhưng mà cái công việc này mà ở miền Tây trong thời điểm này thì nó lại diễn ra, nó lại là một điều rất là, nó lại rất là khác thường đúng không anh? Dạ, xin phép anh tên gì ạ? Dân Cường. Dạ anh Cường ạ. Dạ. Bởi vì là nước hiện tại bây giờ là rất là đắt phải không anh Cường? Dạ. Thành ra là cũng mấy tháng nay rồi anh Cường mới. Có 2 tháng mấy rồi có miếng nước nào đâu tưới. Mặn dữ lắm. Dạ. Giờ nếu mà không tưới là đợi tới mưa xuống cái cây nó chết, trồng lại chết luôn, cực lắm. Dạ. Thành ra mình giờ mình ráng mình đổi, bỏ tiền ra mình đổi chứ mình có mình tưới cho nó sống lại. Dạ. Hôm nay thì anh nó rụng là còn mấy lá trên đó. Dạ. Cây nó rụng hết luôn rồi. Dạ. Mà bình thường nó đâu có vậy. Dạ. Đó, như các bạn cũng thấy rồi đó. Rồi, miền Tây thì nước không bao giờ thiếu mà cuối cùng bây giờ lại thiếu nước ngọt các bạn, chứ không phải là anh em thấy ở trên mạng nó để những cái con kinh mà không có nước này kia nọ chắc chắn là không phải là miền Tây rồi đúng không anh? Không phải miền này. Dạ. Tại vì ở đây miền Tây là không có lúc nào mà thiếu nước hết, nhưng mà cái vấn đề là bây giờ nó thiếu nước ngọt chứ không phải là. Hiện giờ nó bị thiếu nước ngọt. Còn những cái cây này thì đây là những cái cây sống đời. Thưa các bạn, chúng ta cứ nghĩ đâu là nếu mà cái cây sống đời này, chúng ta cứ nghĩ đâu nó nằm ở thuốc ở miền Trung hay ở miền Trung, ở cái nơi mà gọi là sương gió này kia, chứ không ngờ là nó ở lại ở miền Tây các bạn.
nó còi cọc như thế này nè các bạn. Chắc là anh Cường đây người ở đây từ đó đó giờ ha. Không, hồi xưa ở đây gần đây. Mới xuống đây năm 97 xuống là mang lại đây. Đó giờ đây có bao giờ bị hạn mặn nó nặng như vậy không? Mấy năm trước có mặn mà cũng nhẹ chứ đâu có dữ vậy. Năm nay mới quá trớn. Cái vườn của anh có bị gì không? Vườn cây hả? Thì giờ cây dừa nào cũng tớp đọt hết. Ở dưới vườn dưới miếng dưới mấy cầm dưới đâu có tưới được, dừa tơ đang ra trái á. Mà đâu có tưới được. Miếng lẽ giờ đi đổi vậy tưới vậy chắc chết luôn. Ấm dễ sống. Có mấy cây dừa vòng vòng đây thấy trái sai quá đó rồi giờ không tưới sợ chịu không nổi. Lạ. Đó giờ nhìn ra thấy không trái quá trứng trái luôn mà giờ không tưới thì chết luôn. Không đâu có nuôi nổi. Mùa mưa thì nhiều vậy nó rụng bớt, mùa nắng nó đâu có rụng. Nắng thay đầu mà nước mặn. Mình chắc. Nếu mình không tưới thì trái chút không, trái nhỏ lắm. Đâu có. Thôi để bánh này tôi muốn. Không đó. Thành ra là cuối cùng là bây giờ cũng phải ráng cố gắng đổi tưới một số cho nó kìm tới mưa nè. Dạ. Ngoài trồng dừa ra anh còn trồng gì nữa không? Thì cũng vòng vòng có mấy cái bưởi chơi chứ đâu có để ăn gì chứ không, đây không có chiên trồng bên đó. Dạ. Vùng này nhiễm mặn rồi chưa á. Hồi mà chưa có hàng kinh ngoài đây nè, nó nhiễm mặn rồi mình trồng rồi nó cũng vừa có trái nó cũng hư à. Mới hàng đây từng năm mấy ta năm 2005 đúng lòng sao quá đã năm năm rồi nó bể lại chín nữa cái ngăn cái đập qua ngoài Hưng Lễ á là từ đó mới mà đây mới nước ngọt lại chứ không hàng đó là mỗi lần nước ngoài sông lớn đó nó phải đi lên tới Bến Tre. Lên tới Bến Tre rồi nó mới dầm xuống tới đây mới bị mặn tại vì mấy cái ngõ này nó hàng không cho vô rồi bây giờ ở nghe nói Trung Quốc gì nó hàng bên đâu đó không nước đổ về thì nước đây cứ nó bắn lên hoài, nước mặn cứ nó bắn lên tới Chợ Lách luôn, thành ra giờ nó quẹo xuống mình là nó lại mặn nhiều hơn. Tại vì giống cái điểm cuối được. Cái điểm cuối á. Điểm cuối á nó dầm lại điểm cuối. Rồi giờ ở đây mà khi nào mà mấy ông nhà nước xả cống vào đây á thì nó cũng trộn mặn lại, nó quay tròn vậy thôi thì cũng mặn. Chứ nó cũng không có không nhẹ nặng hơn, càng ngày càng nặng hơn. Cái vấn đề em muốn hỏi về cái vấn đề nó lớn hơn tí xíu, vĩ mô hơn tí xíu nữa là cái việc mà Trung Quốc và Lào nó xây đập á, thì là một người mà gọi là chịu ảnh hưởng trực tiếp á, thì anh có ý kiến gì không anh Cường? Mình người dân rồi nó cũng đâu có ý kiến gì được. Nhưng mà anh cũng biết chuyện đó chứ hả? Thì cũng nghe thì nói lại vậy thôi chứ cũng trực tiếp đâu biết ngoài đó mà. Nước chưa vô hả chị? Hả? Nước chưa vô hả? Dạ chưa. Rồi đó vô hả chị? Nghe. À vô đó. Đó giờ nhà mình có bao giờ phải chịu cảnh vậy không? Thì không. Chỉ có là thí dụ như hụt đó. Dạ lớn ơi. Chỉ hụt lắm là uống nước thùng thôi. Trời năm nay hôm đó này đổi mười mấy gần 20 khối. Dạ. Rồi thấy như tháng vậy là ba xe vậy là 7 khối rồi, xe 2 khối 4, 3 xe. Cứ một lần vậy là 3 xe, 2 xe không mà hổng hay là 3-4 chiếc rồi. Mà anh biết cũng, chứ giờ nó mặn quá trời mặn đâu có chịu nổi. Mà uống là uống thùng nha. Ở này là chỉ có tắm rửa với nấu nướng mà chứ còn uống thùng không. Mà anh thấy nước thùng nó cũng lên nữa, gì cũng lên hết trơn. Mà nó mặn làm sao mà mặn cũng tiếc, đâu có năm nào bị đâu có chuẩn nghĩ nó dữ dằn vậy. Tại vì nước nhà này 8-9 cái hồ, 8 cái hồ với cái thùng 1000 lít, 2 cái thùng 500 lít là anh thấy xài đâu không hết, mỗi năm mà xài không hết.
Tức là chị trữ qua mùa mưa rồi xài qua mùa hạn luôn là thôi. Ừ, xài năm nào là cũng xài đâu hết, mấy dàn hồ của em vậy đó. Xài đâu có hết nổi, chỉ có năm nay thôi. Năm nay là nó mặn quá trời mặn luôn. Mặn mà tắt mưa sớm nữa. Thật ra mình trở tay không kịp. Mỗi năm nó lợi lợi à, như hồi năm rồi là không có biết lợi lợi nào được ngay. Mỗi năm trước là cũng hơi lợi lợi. Năm nay nó mặn làm sao mà nó mặn đắng luôn. Cho cây được dùng dày quất vậy đó. Dạ. Hết rồi. Thật sự có cái quá trứng cái mà không nước mặn nó hút lên cái thợ nó hư luôn. Giờ lấy 20 dừa đổ thấu nước. Thấu nước cho tưới cho đừng 20 cây. Để chết tội nghiệp. Cái nhà. Dạ, yeah, okay. Mà sợ dưa vừa đẻ tại vì trái nhỏ quá. Dạ. Vừa đợt đầu trái còn bự bự, vừa đợt nhỏ quá rồi. Dừa này đã lên đường rồi nè các bạn, vì không có nước lên đường rồi. Đây, cái dừa này nó đã lên đường rồi.